Vậy là sau một hành trình dài, phiên bản cuối cùng của 18.5 cũng đến với anh em. Chắc chắn phiên bản lần này sẽ là for fun khi có các update cực hay từ MockDog cùng đội ngũ 200 năm cân bằng. Dù nhiều anh em quan tâm hơn đến 19, cơ mà những ai quan tâm đến giải đấu TFT 666 Invitational do em Trẻ tổ chức thì lại là một câu chuyện khác. Đây là giải đấu tập hợp 32 tuyển thủ, trong đó có 2 tuyển thủ trở về sau chung kết thế giới là SVM YBY cùng NCC. Và 30 tuyển thủ đều có mức rank 1K4 trở lên. Đây chắc chắn là giải đấu khá căng thẳng từ trước tới nay khi bảng nào cũng sẽ là bảng tử thần. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6 tại YouTube Em Chè Đấu Cho Chân Lý. Anh em có thể qua xem cùng cà phê nhân phẩm nhé. Giờ hãy vào ngay với update cuối mùa thôi nào. Trước đó, xin anh em một like, một sub nhé. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ghé GG Live ngay và luôn anh em nhé! Đầu tiên là các thay đổi về tướng. Gangplank, tốc đánh tăng từ 0.7 lên 0.75. Kale, tăng sát thương phép lên kẻ địch xung quanh từ 25, 35, 50 lên 30, 45, 65. Kale, phần trăm AD tăng từ 155 lên 175%. Lucian, tăng sát thương phép nội tại từ 20, 30, 45 lên 25, 35, 50. Lux, tăng sức mạnh kỹ năng từ 230, 345, 520 lên 240, 360, 600. Fiora, phần trăm sát thương giảm thiểu từ 20 thành 25%. Rammus, nội tại, cộng 1 giáp, mana được giảm từ 60/120 còn 50/110. Riven, tăng sát thương phép đòn đánh từ 90/135/225 lên 100/150/250. Aatrox, thay đổi mốc 1 và 2 sao, tăng sát thương kỹ năng hút hồn từ 220/330 lên 250/375, tăng sát thương kỹ năng cột kiếm từ 200/300 lên 250/375. Belvet, phần trăm tốc đánh nhận thêm sau khi dùng chiêu từ 30 lên 35%. Miss Fortune, sát thương phép lần đầu được tăng ở mốc 1 và 2 sao từ 30/45 lên 33/50. Nico, tăng sát thương khu vực nhỏ từ 75/110/300 lên 80/120/360. Tăng sát thương khu vực lớn từ 150/225/700 lên 160/240/720. Warwick, tăng phần trăm AD từ 460/480/1200 lên 500/500/1500%. Leona, mana tổng được giảm từ 0/75 còn 0/50. Fiddlestick, AP tăng ở mốc 1 và 2 sao từ 90/135 lên 100/150. Ugot, giờ Ugot là thành viên vệ binh tinh tú. Khi sóng thần hạ gục kẻ địch sẽ tạo ra dương. Mana bị tăng từ 80/160 lên 100/200. Ezreal tối thượng, tăng AD cơ bản từ 60/90/135 lên 64/96/144. Tốc đánh cơ bản tăng từ 0.9 lên 0.95. Với tốc hệ, vệ binh tinh tú thay đổi, mana nhận vào bị giảm ở mốc 2 và 4 từ 35/70 còn 30/60%. Biệt độ vô cực, máu và sát thương giảm ở mốc 3 và 5 từ 50/55 còn 45/50%. Rút súng nhanh, sát thương tăng ở mốc 3 và 4 từ 140/220 lên 150/235%. Cuối cùng là thay đổi với các nâng cấp anh hùng. Poppy Support, lá chắn tăng từ 325 lên 375. Renekton Carry, phần trăm sát thương theo máu tối đa từ 5 lên 6%. Ngộ Không Support, hồi mana tăng từ 50 lên 66%. Lucian Support, AP tăng từ 20 lên 30. Malphite Carry, phần trăm sức mạnh kỹ năng dựa trên phần trăm giáp 111 lên 130%. Fiora Carry, hồi máu tăng từ 9 lên 12%. Shen Carry, sát thương tăng từ 250 lên 300%. Belvet Support, máu bọ hư không tăng từ 60 lên 88%. Eco Support, làm choáng kẻ địch sau 10 giây, giảm còn 8 giây. Eco Carry, phần trăm sát thương tăng từ 200 lên 240%. Miss Fortune Support, vàng round 3 tăng từ 8 lên 10.
vàng round 4 trở đi tăng từ 20 lên 25. Nicole Carey, AP tăng từ 15 lên 18. Jana Support, thời tiết bonus tăng từ 100 lên 200%. Sinva Carey, tốc đánh khi đồng minh bị hạ gục tăng từ 40 lên 75%. Vừa rồi là tất tần tật update 13.11, phiên bản cuối mùa 8.5. Hiện meta đã khá cân bằng khi bài nào cũng có thể chơi được. Hy vọng anh em đọc qua các thay đổi và thích ứng ngay lập tức. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như bấm nút chuông để không bỏ lỡ các thông tin về mùa 9 nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.